À, cái clip này mình sẽ gửi cho một số anh em nào mà có dự định mua ống nén á mọi người, ống xịt thuốc nén á nha, mà ống lớn không nhỏ nha. Thì mình sử dụng cái motor điện nè, để này lên cái đây ha. Đây là cái mình sử dụng cái motor mà bằng bình xịt điện á mọi người đó. Thì mình xài bằng cái motor này điện tí à. Đây ha, mình sẽ nói về vấn đề này nè. Mình xài cái ống motor mình xịt điện mà mình xài hai ống nha mọi người, ống lớn ống nhỏ nè. Đây ha. Thì mình mua ống rẻ chứ không mắc mọi người, nhưng mà cái ống nhỏ của mình đối với mình nè. Thiệt luôn á. Cái ống nhỏ mà cái motor này này hai cái motor bằng điện không mà nó nén còn không nước đủ nữa mọi người. Bởi vì mình xịt sao nước nó yếu. Anh em có mua thì đừng có bao giờ mua cái ống mà 6.5 nha. Đây. Đây nè ha. Mà ống mình nén chỉ có 1.200 đĩa đây thôi ha. Mà ống thường thôi. Đó. Mà mình sử dụng ống 6.5 nè. Và ống 8.5 nè ha. Đây. Đây là ống 8.5 nha mọi người. Nói thiệt mọi người đừng bao giờ mua cái ống 6.5 nha mọi người. Thiệt luôn á. Anh em xài mà đừng có giờ mua cái ống 6.5 nha mọi người. Mình nè cái ống này 6.5 mà bớt ngắt luôn mọi người. Hết rồi, hết nước rồi. Đó. Anh em mua xài cứ đừng có cái tiết kiệm có 20.000, 40.000 à, đừng có bao giờ mua cái ống mà 5.6.5 mọi người. Mình mua cái ống bự thôi ha. Đó. Mình mua cái ống này nè. Trời ơi, trời, mình ý là mình xài không thôi. Mình không có nén á mà nó cứ ngắt cái ống luôn á. Mình xài cái này không nè. Đó, mà cái ống này nó nén cứng ngắt luôn á mọi người, nén không nổi luôn á. Bởi vì nước nó ra nó yếu á mọi người. Đó. Thì mà anh em có xài thì nhớ là mua cái ống 5.6 8.5 đi, đừng có mua ống 6.5 mọi người. Trời ơi. Ý là bơm không không mà nén còn không nổi nữa. Phải nén không nổi mà là nước nó thông không được á. Nước nó chảy yếu á mọi người. Nha. Trời ơi. Anh em đừng có xài coi đừng bao giờ xài cái ống 6.5 nha. Thiệt cái anh em luôn. Xài ống 8.5 đi. Đây là mình xài 50 m ống 8.5 và 50 m ống 6.5. Ý mình xài cái motor này thôi mà nước nó thông còn không nổi nữa đó. Có nghĩa là máy chạy khỏe nhưng mà nước á, áp lực nước nó chảy ra để bé phun, có nghĩa là ít. Nó cái ống này mà nó cứng ngắc luôn, ý là mình xài không đó nha. Thì nên mình nói anh em gì thôi, anh em nào cũng mua 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 thôi, mình khuyên các anh em đừng có mua ống 6.5. Phun xương cái này kia mình xài được, còn mà phun ví dụ như máy nén, mà máy nén đừng nó tới bài là tất cả máy nén luôn. Ý là mình xài cái motor hai cái máy bơm điện nè, anh em biết cái motor bình xịt điện đó, hai cái mà mình xài không luôn á, hết nước rồi ha. Đó. Thì nó nước ra gì là nếu xìu nó tới bài là rất là yếu luôn, nước ra rất là yếu.